Trong tập trước, Zero và các đồng đội đã có trận ra quân tại Champions League cực kỳ thành công và có những trận thắng giòn giã với tỷ số không tưởng. Trong tập trước, có bạn comment bảo mình là nên thay đổi trang phục cho nhân vật của mình, ví dụ là mặc áo dài tay, hoặc là đeo băng, hoặc là đeo găng tay, chứ để vậy thì nhìn bình thường, nhìn phàn quá. Thì ok, hôm nay mình sẽ thay đổi cho nhân vật mình một tí ha. Thì đầu tiên mình sẽ thay đổi về cái áo đi ha. Mình sẽ mặc áo dài tay. Dài tay này thì mình không thích lắm, mình sẽ mặc kiểu cái áo lót bên trong á, đây nè, kiểu giống vậy nè, có vẻ nó sẽ đẹp hơn. Cái này thì nó sẽ có cái cổ nè, cái cổ nó sẽ mặc lên tới cổ luôn, mà nhìn vậy thì nó khó thở lắm, nên mình sẽ mặc kiểu này thôi ha. Tiếp theo là về phần tay thì nó sẽ có găng tay, thì mình không thích đeo găng tay lắm thì mình sẽ đeo băng đi ha. Đây nó sẽ có, đây là băng bên trái nè, bên này mình sẽ có bên phải nè, thì mình sẽ nhưng mà nếu đeo băng thì cái tay nó bị che đúng không? Đúng rồi, đây chúng ta để vô nè, thấy không, mình chọn thì sẽ bị che, chỉ có đeo cái băng tay này thôi. Ok, và mình đã quyết định chọn cái băng tay màu trắng nè, cho nhìn giống Benzema ha, nhìn cũng khá ổn ấy chứ, nhìn nó khá là nổi. Và tiếp theo là chúng ta sẽ có kiểu mang vớ nè, đây là trung bình nè, đây là vớ ngắn nè, giống Jack Grealish á, và đây là vớ cao, thì mình sẽ để vớ cao đi ha. Ngoài ra chúng ta còn có cả đeo băng cổ chân nè, đây là màu xanh dương nè, đây màu tím nè, thì để coi, mình nghĩ là mình sẽ để màu trắng đi ha, cho nó nổi bật. Đấy, màu trắng cũng khá là ổn. Và cuối cùng thì mình sẽ lấy một đôi giày mới đi. Đôi giày này đã chinh chiến của mình mấy tập rồi, bây giờ sẽ đổi giày mới. Có đôi này cũng khá là đẹp nè, nhìn khá là giống màu của trang phục, nhưng mà nó không được nổi lắm ha, nó hơi tối. Đôi màu trắng này có vẻ ổn nè. Ui, đôi màu trắng này cũng đẹp phết á, đây là Superfly Elite luôn, cũng là cùng dòng giày với lại cái đôi mà mình đang mang. Đây chúng ta sẽ có màu cam nè, hay là mình lấy màu cam đi ha, màu cam khá là đẹp nè, mình thử cái màu vàng đi. Thôi, mình sẽ lấy màu cam đi ha. Rồi, chốt, chúng ta sẽ quyết định đây là trang phục của mình. Đây, chúng ta sẽ đôi giày màu cam, khá là đẹp. Rồi, ok, thì bây giờ chúng ta sẽ đến với các trận đấu thôi. DũngDiBìnhLuận.com là trang web bán game FIFA 23 bản quyền và Big Sport với giá siêu ưu đãi. Chỉ với 149k, các bạn sẽ hữu riêng cho mình tựa game FIFA 23, được hỗ trợ cài đặt cũng như update game hoàn toàn miễn phí từ đội ngũ admin của trang web. Và đặc biệt các bạn sẽ được bảo hành trọn đời. Link website mình sẽ để dưới phần mô tả. Và chào mừng mọi người đến với trận đấu ở cúp siêu cúp Tây Ban Nha. Và đây là cuộc đối đầu giữa Barcelona và câu lạc bộ Sevilla. Và đây chính là Zero, cầu thủ của chúng ta ở trong trang phục mới. Zero đang có bóng. Zero làm gì đây? Zero sút không vào. Quá đáng tiếc dành cho Zero, một pha đi bóng rất hay nhưng mà cú sút dứt điểm cuối cùng thì lại không chính xác. Người đang có bóng đang là Pedri chuyền cho Dembele. Zero vào. Bàn thắng từ rất sớm ở phút thứ 5 của trận đấu. Phút thứ 3 thì anh có một tình huống sút bóng không chính xác, nhưng tại phút thứ 5, thứ 6 của trận đấu thì Zero đã có bàn thắng. Vâng, có vẻ như là thay đổi trang phục có vẻ đã giúp cho Zero tự tin hơn và đã ghi bàn. Zero sút xa, Zero không vào. Xà ngang đã cứu thua cho các cầu thủ Sevilla. Và đây là quả phạt góc của các cầu thủ Sevilla. Người đang có bóng là Rabu Gomez chuyền cho Tasatioto. Nope. Và không vào. Tertegen đã rất tốt trong tình huống vừa rồi. Đây là Frank Kessi chuyền bóng. Người đang có bóng là Ousmane Dembele dứt điểm ngay. Một pha dứt điểm rất căng đến từ Ousmane Dembele. Ta hãy cùng xem lại pha ghi bàn vừa rồi. Đây là Dembele anh với một bước ngoặt bóng và sau đó là mở ra khoảng trống. Anh đã ngay lập tức ghi bàn. Cú sút bay với tốc độ là 120 km/h, quá căng. Lại là Dembele, tốc độ của Dembele. Nope. Lần này thì Dembele không đánh bại được thủ thành Bono. Vẫn còn bóng, đây là Berry là Frankie de Jong. Zero. Nope. Không vào. Thủ thành Bono đã chơi rất tốt. Người này có ông Tesatito, Rafa Mir. Và bàn thắng đã đến với các cầu thủ Sevilla, bàn thắng rút ngắn tỷ số của Rafa. Ở những phút cuối cùng của hiệp 1 thì các cầu thủ Sevilla đã dồn lên tấn công và kết quả là họ đã có được một bàn thắng để rút ngắn tỷ số xuống còn 2-1 do công của Rafa. Là Zero chuyền cho, đây là Pedri và Luxor. Zero vẫn không thành công. Zero
Và sau cú sút đầu tiên không thành công thì cú sút thứ hai anh đã có thể ghi bàn và có được cú đúp trong ngày hôm nay. Chúng ta cùng xem lại pha bóng vừa rồi. Đây, cú sút đầu tiên của Zero đã bị hậu vệ bên phía Sevilla chặn lại, thế nhưng cú sút thứ hai thì anh đã thành công và ghi bàn vào lưới của Sevilla, nâng tỷ số lên 3-1 cho Barcelona. Đây là Ferran Torres 4-1 dành cho Barca, và người kiến tạo cho Ferran Torres đó chính là Zero the Cat. Đây là pha bóng vừa rồi, người kiến tạo là Zero với một đường kiến tạo rất chống trả dành cho Ferran Torres, và Ferran Torres với một cú sút không quá là mạnh nhưng rất hiểm hóc đã đánh bại được thủ thành Bono. Zero hat-trick dành cho Zero. Chúng ta cùng xem lại tình huống vừa rồi. Bên phần sân của rất đông cầu thủ bên phía Sevilla, thế nhưng với một pha phối hợp rất ăn ý của các cầu thủ Barca và đã mở ra khoảng trống rất lớn dành cho Zero, và anh đã có được cú hat-trick trong ngày hôm nay. Và người kiến tạo đó chính là Jules Koundé. Pedri, người đây có bóng là Pedri. Và 6-1 dành cho Barca, có vẻ như đây là dấu chấm hết cho Sevilla. Và trận đấu đã kết thúc với tỷ số là 6-1 với cú hat-trick của Zero the Cat. Một trận đấu phải nói là quá kinh khủng của Barcelona. Sau khi Barcelona đánh bại được Sevilla với tỷ số là 6-1 thì tại trận derby thành Madrid giữa Atletico Madrid và Real Madrid thì Real Madrid đã đánh bại được Atletico với tỷ số là 2-1 chung cuộc. Chính vì thế ở trận chung kết chúng ta sẽ gặp Real Madrid, thì đây chính là trận El Clasico. Qua một trận siêu kinh điển ở trận chung kết siêu cúp Tây Ban Nha. Và điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ có hai trận El Clasico liên tiếp luôn. Một trận là ở chung kết siêu cúp Tây Ban Nha và ở ngày 14 nè, và một trận là ở trận La Liga ở ngày 17. Và cách nhau chỉ có 2 ngày thôi là chúng ta có hai trận siêu kinh điển liên tiếp luôn. Quá là một cuộc đấu hấp dẫn ha. Và chào mừng mọi người đến với trận chung kết Super Copa, có nghĩa là trận chung kết siêu cúp Tây Ban Nha giữa, và cũng là trận El Clasico, trận đấu siêu kinh điển giữa hai đại kình địch đến từ xứ sở Tây Ban Nha, đó chính là Real Madrid và Barcelona. Người đây có bóng là Ferran Torres, tốc độ của Ferran Torres. Ferran Torres đã mở tỷ số cho Barcelona ở phút thứ 6 của trận đấu. Một lợi thế phải nói là rất lớn dành cho các cầu thủ Barcelona do Ferran Torres tạo ra. Đã cùng xem lại pha ghi bàn vừa rồi. Một pha phối hợp rất hay của các cầu thủ Barcelona để loại bỏ hàng tiền vệ hậu vệ của Real Madrid và mở ra tình huống 1-1 với Ferran Torres và Thibaut Courtois. Zero đang có bóng, tốc độ của Zero, pha đẩy bóng dài và dứt điểm không thành công. Courtois đã cản phá được cú sút vừa rồi. Đây rồi, Zero vẫn chưa thể đánh bại được thủ thành Courtois. Đây rồi, Zero vẫn không thể đánh bại được thủ thành Courtois. Zero đã bị Courtois cản phá 3 lần. Là lúc so và chỉ cho Pedri đã ghi bàn, nâng tỷ số lên 2-0 cho Barcelona ở phút thứ 85 của trận đấu. Có thể nói là trận đấu này, trận chung kết này đã an bài rồi. 2-0 ngay tại phút 85, những phút cuối cùng của hiệp thi đấu. Ta cùng xem lại pha ghi bàn vừa rồi. Người có công lớn nhất có thể nói là lúc so. Anh đã dẫn bóng đến cuối đường biên ngang và sau đó là một đường truyền lại rất chống trải dành cho Pedri. Và bây giờ thì trận đấu chỉ còn tính bằng giây, và cuối cùng trọng tài đã đổi thời còi kết thúc trận chung kết siêu cúp Tây Ban Nha. Và đây chính là chiếc cúp đầu tiên của các cầu thủ Barcelona và là chiếc cúp đầu tiên trong sự nghiệp của Zero the Cat, chiếc cúp siêu cúp Tây Ban Nha. Và người nâng chiếc cúp này đó chính là Frank Kessié, đội trưởng của Barcelona. Vâng, và quá tuyệt vời. Chúc mừng các cầu thủ Barcelona cũng như là riêng cá nhân Zero khi anh đã có được chiếc cúp đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Và vâng, chúng ta lại gặp lại Real Madrid tại đấu trường La Liga. Và đây là trận El Clasico thứ hai liên tiếp ở trong ngày hôm nay. Quá là hấp dẫn luôn. Vừa rồi là trận chung kết siêu cúp Tây Ban Nha là trận El Clasico, và đây cũng tiếp tục là trận El Clasico, chỉ cách nhau 2 ngày thôi.
Benzema, Vinicius Junior, Benzema, Asensio sút ngay và Ter Stegen đã cản phá được cú sút của Asensio. Và góc dành cho các cầu thủ Real Madrid và Ter Stegen lại một lần nữa cứu thua cho Barcelona. Đây là 0-0, quyết định sút ngay và Couto lại một lần nữa cản phá được cú sút của 0. Đây rồi, đây là 0-0, không vào. Một cú sút rất thiếu chính xác của 0, có vẻ như là anh đã sút trái chân, sút bằng chân không thuận nên là độ chính xác cũng bị giảm xuống. Đây là Ferran Torres, một đường chuyền rất đẹp của 0 dành cho Ferran Torres nhưng Couto đã cản phá được cú sút vừa rồi. Pedri chuyền cho, đây rồi, 0. Bàn thắng ngay tại phút cuối cùng của hiệp 1, phút 45 rồi. Và 0 đã có bàn thắng dành cho Barca, đưa Barca vươn lên dẫn trước với tỷ số là 1-0 ngay tại phút cuối cùng của hiệp 1. Đây là tình huống ghi bàn vừa rồi. Một pha chọc khe rất tốt của Ferran Torres đã giúp cho 0 có một khoảng trống đối đầu 1-1 với lại Couto, và lần này 0 đánh bại được Couto sau 4 lần Couto cản phá được những cú sút của 0 ở những trận đấu trước và trận đấu này. Là Ferran Torres, một đường chọc khe rất tốt của 0 dành cho Ferran Torres. Và 2-0 dành cho Barcelona. Người đang có bóng đang là Rafinha, pha đi bóng của Rafinha chuyền cho 0. Một bàn thắng quá đẹp của 0. Một pha volley phải nói là quá đẳng cấp luôn. Ta cùng xem lại đây, một pha đỡ bóng bằng ngực, sau đó là tung một cú volley vào góc gần khiến cho Couto cũng phải bó tay trong pha bóng này. Một bàn thắng rất đẹp của 0. Lại tiếp tục là 0. Tốc độ của 0 có vẻ Rudiger đã hết thể lực rồi. 0. Và cú hat-trick trong trận siêu kinh điển của 0. Phút 89 cũng như là 90 của trận đấu phút cuối cùng rồi. 0 đã ghi cả hai bàn thắng, một bàn thắng ở phút cuối của hiệp 1 và một bàn thắng ở phút cuối của hiệp 2. Và trận siêu kinh điển đã kết thúc với tỷ số là 4-0 và cú hat-trick của 0 the Cat. Quá tuyệt vời. Hai trận siêu kinh điển thì câu lạc bộ Barcelona cũng như là 0 đều giành chiến thắng. Trận đầu tiên là tỷ số 2-0 ở trận chung kết siêu cúp và trận tiếp theo là 4-0 ở La Liga. Và ở những trận đấu tiếp theo, Barcelona tiếp tục cho thấy họ là kẻ hủy diệt giải đấu khi liên tiếp giành được những chiến thắng. Tại Champions League thì chúng ta đã xuất sắc vượt qua vòng bảng với vị trí đầu bảng cùng với lại là 16 điểm và không có trận thua nào. Chúng ta có 5 trận thắng và 1 trận hòa. Và tại vòng 16 đội, chúng ta sẽ đối đầu với lại Manchester United, một đại diện đến từ nước Anh, một câu lạc bộ cũng khá mạnh đó ha. Và chào mừng mọi người đến với trận đấu lượt đi ở vòng 16 đội. Đây là cuộc đối đầu giữa Manchester United và Barcelona trên sân Old Trafford, sân nhà của câu lạc bộ Manchester United. Và đây là lần đầu tiên 0 được đối đầu với lại Manchester United, một câu lạc bộ cũng được khá nhiều người yêu thích. Ở đây có bóng là Ferran Torres chuyền cho 0. 0 chuyền lại cho Ferran Torres, khoảng trống cho Ferran Torres. Quá tuyệt vời. 1-0 dành cho Barcelona ở những phút thứ 8 của trận đấu. Chúng ta cùng xem lại pha ghi bàn vừa rồi. Một đường chuyền phải nói là rất xuất sắc của 0 dành cho Ferran Torres, mở ra một khoảng trống rất lớn để anh có thể đối đầu với lại De Gea. Và một cú sút tuy không mạnh nhưng rất hiểm, một cú sút sệt của Ferran Torres đã đem lại bàn thắng cho Barca. Rồi, Ferran Torres chuyền cho Dembele. Dembele bên trong. Dembele chuyền lại Ferran Torres. Cú đúp của Ferran Torres và tỷ số là 2-0 dành cho Barcelona. Và cùng xem lại pha ghi bàn vừa rồi. Dembele đã không dứt điểm ngay trong pha bóng vừa rồi và anh đã chuyền lại cho Ferran Torres ở một vị trí có thể nói là tốt hơn khi Ferran Torres chỉ còn đối mặt với lại De Gea và anh đã ngay lập tức ghi bàn. Marcus Rashford, đây là Jadon Sancho, Bruno Fernandes, Lautaro Martinez. Bàn thắng rút ngắn tỷ số cho Man United xuống còn 2-1. Và đó chính là
pha lập công của Lautaro Martinez. Chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng vừa rồi. Gia đình Sancho, người vừa được vào sân, đã tạo nên một tình huống đột phá, chuyền cho Bruno và Bruno chuyền cho Lautaro. Với cú sút một chạm của anh thì anh đã đánh bại được Ter Stegen và rút ngắn tỷ số xuống còn 2-1 cho Barcelona. Một trận đấu quá căng thẳng. Người đã có bóng đây là Dembele. Rồi đây là chỉ ít phút sau khi Lautaro Martinez có được bàn thắng rút ngắn tỷ số thì Zero lại thiết lập thế dẫn trước hai bàn của Barcelona. Người đã có bóng là Dembele và 4-1 dành cho Barcelona. Có vẻ mọi hy vọng của Manchester United đều đã bị dập tắt sau cú ra chân vừa rồi của Dembele. Zero sút xa, bàn thắng ở phút cuối cùng của trận đấu. Zero với một cú sút xa đã làm tung nóc lưới của David De Gea. Chúng ta cùng xem lại pha sút bóng vừa rồi. Cú sút bằng chân không thuận, một cú Chiwela quá đẹp mắt đã đánh bại được De Gea và nâng tỷ số lên 5-1 cho Barcelona. Một trận đấu hủy diệt. Và trọng tài đã nổi nồi còi kết thúc trận đấu lượt đi giữa Barcelona và Manchester United ở vòng 16 đội. Barcelona đã giành được chiến thắng với tỷ số không tưởng 5-1 trước một đại diện cũng rất mạnh đến từ nước Anh là Manchester United. Và chào mừng mọi người đến với trận đấu lượt về tại vòng 16 đội giữa Barcelona và Manchester United. Trận đấu được diễn ra ở một ngày mưa tầm tã với tỷ số là 5-1 ở trận lượt đi dành cho Barca. Thì liệu Manchester có thể lội ngược dòng và đi tiếp hay không đây? Mọi người hãy cùng đón xem nha. Người đang có bóng là Luxo. Luxo chuyền cho Dembele. De Gea đã cản phá được cú sút cực căng của Dembele. Có vẻ như là Lisandro Martinez vừa phạm lỗi với một cầu thủ bên phía Barcelona bên trong vòng cấm. Ta cùng xem lại và đó là Dembele. Một pha đẩy từ phía sau của Lisandro Martinez cho Dembele. Và chúng ta đang đứng trước một quả 11m và người thực hiện cú sút này chính là Zero De Gea. Để xem anh có thể đánh bại được David De Gea hay không. Được rồi, Zero lấy đà. Zero làm gì đây? Zero sẽ sút bên nào đây? Zero không vào. De Gea đã đoán được hướng sút của Zero và được cản phá được cú sút vừa rồi. Quá đáng tiếc. Người đã có bóng là Malaysia. Malaysia quyết định dẫn bóng. Malaysia làm gì đây? Đây là Sancho, Lautaro. Và bàn thắng đã đến với các cầu thủ Manchester United. Và người ghi bàn đó chính là đội trưởng Bruno Fernandes. Và tỷ số đã được rút ngắn xuống còn 5-2. Ta cùng xem lại pha ghi bàn vừa rồi. Người kiến tạo cho Bruno đó chính là Lautaro Martinez. Một cú sút rất căng của Bruno vào góc xa khung thành khiến cho Ter Stegen cũng phải bó tay. Đánh đầu và Van Verde đã ghi bàn sau một tình huống sút phạt đến từ Manchester United. Ta cùng xem lại pha ghi bàn vừa rồi. Một tình huống sút phạt của Bruno Fernandes. Bóng tìm đến vị trí của Van Verde và anh đã lập tức đánh đầu vào góc gần khung thành. Tỷ số được rút ngắn cho Man United xuống còn 5-3. Người đã có là Marcus Rashford chuyền cho Lautaro Martinez. Tỷ số bây giờ được rút ngắn xuống còn 5-4 cho Manchester United. Họ chỉ còn cách một bàn thắng nữa thôi là sẽ được quân bình tỷ số. Liệu có phép màu nào dành cho Manchester United hay không đây? Và đây là pha đi bóng vừa rồi. Lautaro Martinez có một khoảng trống rất lớn sau pha kiến tạo của Marcus Rashford. Bruno Fernandes. Đây là Lautaro Martinez chuyền cho, đây là Kyle Walker-Peter. Và trọng tài đã nổi nồi còi kết thúc trận đấu. Vậy là không có phép màu nào dành cho Manchester United trong trận đấu này. Họ đã thất bại với tỷ số chung cuộc là 5-4. Một cuộc đối đầu phải nói là hết sức căng thẳng và hết sức là hấp dẫn đến từ hai đội bóng, đến từ Tây Ban Nha và nước Anh. Và chiến thắng cuối cùng đã thuộc về câu lạc bộ Barcelona. Rất tiếc cho Manchester United. Và sau khi đánh bại được Manchester United với tỷ số 5-4 chung cuộc ở vòng 16 đội thì tại vòng tứ kết chúng ta sẽ gặp một đối thủ cũng đến từ nước Anh, đó chính là câu lạc bộ Arsenal. Một câu lạc bộ cũng đang khá là mạnh tại nước Anh ha. Thì đó sẽ là trận đấu của tập sau. Còn bây giờ thì
Nếu mọi người thích video của mình thì đừng quên để lại cho mình một like, subscribe và comment ý kiến của mọi người bên dưới cho mình biết nha. Bây giờ thì bye bye mọi người.